Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, bằng việc tìm hiểu sao chiếu mạng về vận hạn, bạn có thể biết được về tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 5 này như thế nào. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được những kế hoạch để tránh những điều xui xẻo, giảm bớt vận hạn xấu của mình và tăng cường những điều tốt lành trong cuộc sống. Xem tử vi cho tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 5 này thì cho biết tháng 5 vận hạn của tất cả quý vị phất lên như diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo đến. Trong phần luận giải ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi về vận hạn của những quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ để có thể biết được tại sao trong tháng 5 âm lịch này họ lại có được thật nhiều những may mắn và thành công như vậy. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và nắm bắt. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, ngũ hành trường lưu thủy, họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách xử lý tín lùi ở đời, đều hiểu, là người giỏi xã giao. Họ có phẩm chất cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên người này lại tâm địa xấu xa và có lòng đố kỵ, khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ rất vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt và theo đuổi tình yêu rất chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận và thường suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định việc gì đó. Hiểu rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần, họ có khả năng dự đoán, hướng đi đúng rất tốt. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào. Vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, gia chủ cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Năm 2022, người tuổi Quý Tỵ bước sang tuổi 69. Ở độ tuổi có thể an nhàn hưởng lương hưu, nhưng mà vẫn có người nặng tâm với sự nghiệp nên vẫn đang còn hăng say làm việc. May mắn là trong tháng này, gia chủ không phải chịu nhiều áp lực, thậm chí nếu có thì cũng sẽ chủ động tìm được cơ hội để giải tỏa. Công việc có bước tiến triển ổn định, tạo nguồn động lực và sự yên tâm rất lớn cho con giáp này. Trong tháng, vận quý nhân vượng, nhờ vậy mà các hạng mục dự án hợp tác đều tiến hành trôi chảy, lợi nhuận thu về khả quan. Tuy nhiên, nên tránh các việc dính dáng tới pháp luật, tranh chấp và kiện tụng, kẻo sẽ nhận được phần thua thiệt về mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng Bính Ngọ, tài vận của gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953 khá hanh thông, bản mệnh tự chủ được kinh tế, còn hỗ trợ được cho con cháu, cơ hội đầu tư trong năm không ít, đặc biệt là trong các dự án bất động sản, nếu thấy có hứng thú có thể tham gia, rất dễ thu được lợi nhuận khả quan. Ngoài ra các khoản phúc lợi xã hội cũng tăng lên, giúp bản mệnh có nguồn lương hưu đảm bảo, không phải phụ thuộc vào con cháu. Tuy vậy, gia chủ cũng cần phải chú ý vì tử vi chỉ ra có dấu hiệu phá tài, tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, chi tiêu mua sắm cho dịp cuối năm. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe khá tốt,
không tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Tuy nhiên bệnh vặt khó tránh, thỉnh thoảng cơ thể xuất hiện những trục trặc nhỏ nhưng gặp đúng thầy đúng thuốc, được chữa trị tốt, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt. Với một số người, đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Các quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, gia chủ có nhiều cơ hội kết giao với những người bạn chung chí hướng, chung sở thích và có người còn giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng và phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, duyên khắc phái có vượng đôi khi có thể gây phản tác dụng, nhất là với những người đang có gia đình. Bản mệnh có thể rơi vào một số tình huống khó xử, không thể từ chối hoặc bị hiểu lầm. Tốt nhất, hãy nên giữ mình trước những cám dỗ để không tạo thành những ảnh hưởng xấu tới gia đình và những người thân yêu. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 5 năm 2022, tức ngày 27 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 5 năm 2022, tức ngày 31 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 12 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức ngày 24 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Quý Tỵ trong tháng 5 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông thông báo để ủng hộ cho chúng tôi ngày càng phát triển. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị may mắn, thành công và bình an.